Đây là khu vực bày bán cây và các đồ thủ công mỹ nghệ ở ngoài hội chợ Vincom Long Biên, Hà Nội. Cái này cũng cổ đại à? À, cái này mới nhỉ? Đây là cây phôi mới của anh Đại. Ở vườn anh Đại thì tôi cũng đã quay một số video rồi. Hôm nay sẽ quay video của anh Đại nhưng quay ở góc độ khác, để quý vị các bạn thấy là cái bàn tay của anh Đại những khô búa như thế nào. Anh Đại anh đang demo một cây xanh. Demo trực tiếp bằng dây nhôm. Để xem những cái nét vẽ của anh Đại bằng dây nhôm này. Đây là cậu em của anh Đại cũng đang chỉnh sửa cho cây nguyệt quế. Mét rưỡi chẳng hạn, em đứng lên đấy, em là 1m55, em 1m56 đấy. Những người đừng chuyển của ngọn này, cái nét demo cũng rất là khéo này.
giờ vào cây thì nó phải làm theo kiểu mô hình này thì nó nhanh, và thứ hai là cây nó sẽ đẹp theo đúng ý mình. Để mua cho tất cả ai cũng làm được. Quan trọng các bạn cắt kỹ ra, là cắt nó ra, là cắt những cái cốt của nó kỹ thì khi mình vào demo là chơi được luôn. Cây xanh này cũng là cây xanh Nam Điền, cũng già cây. Chi và bông dăm thì mới giật để vế lại. Đây có ý demo giống của em ấy thì tất cả mọi người cứ vào chia sẻ, nếu cảm thấy nó thấy hay thì mọi người điện cho góp ý, cùng anh em góp ý. Và thứ hai là mình cũng sẽ tạo kiện bàn tay giúp đỡ cho mọi người tạo cây nó thành đạt và đẹp. Trời là buổi chiều rồi, ánh sáng cũng hơi yếu rồi. Đây là một cốt xanh Nam Điền rất là già, nhưng mà ngày xưa người ta làm cũng là cái tay dài. Để thu lại bớt ra tay. Mọi người làm sau là lấy cái mầm, mình buộc theo thân, theo cành. Thế là cứ nuôi to xong bắt đầu giật, giật xong bắt đầu lại bắt đầu làm những cái chi. Thì mọi người nhìn cái cây nó rất là đẹp. Theo Zeno mình buộc theo cành nó vào đấy. Và thứ hai nó không được lạ, nó không lằn. Khi mình uốn thì nó hay lằn, mà nó thắt vào thì nó không phát triển được. Chính mình buộc lỏng theo cái dây nhôm này thì nó không bị vết nhỉ? Không bị vết, mà thứ hai nó sức khỏe nó phát triển nhanh hơn. Nuôi chính một cái chính thôi, cấp chính. Một cách demo rất là hay. Chung mà có những người nét demo khác về cái vấn đề demo như thế này, thì những cái người ta mới chơi thì người ta làm theo thì nó cũng rất là dễ. Để ví dụ như cái mầm mới nó ra này. Rồi. Sau đó dùng cái dây ni lông nhỉ, ni lông thì quấn vào cái mầm mới. Quấn luôn vào cành. Mầm mới để buộc nó vào cái dây nhôm. Như vậy là nó sẽ không bị những vết lằn ở những cái mầm mới này. Và cái mầm mới nó phát triển mạnh. Nhớ mình quấn dây nhôm mà quấn vòng tròn theo cái mầm mới thì đôi khi cái mầm nó non nó hay bị lằn vết, nó vừa xấu lại vừa phát triển chậm. Mọi người cứ tham khảo nhìn cây này, nó có một cái nét lâu rồi mà cũng nghe cũng giống cái cây dấu ấn thời gian đấy. Cây này cũng xù xì nhỉ, thân đẹp đấy nhé. Còn phần trên là em gọi là làm tạm ổn, còn sau còn cái phần dưới là còn cái tử. Cái này tương lai sẽ là một tác phẩm đẹp. Nếu mà anh em nào có ưng ý thì cứ liên hệ với anh Đại để góc độ giao lưu. Nói chung là làm này thì hơi kỹ tí, nhưng mà nó tỉ mẩn. Một cái cây mà làm như này nó phải mất khoảng một ngày đến ngày rưỡi, hai ngày từ khi cắt. Sau khi làm xong, bôi keo liền sẹo. Thì sao đây, những cái mầm em nuôi cái là vào luôn. Đấy, sẵn cái mầm đây là chạy luôn theo cái đường dây nhôm này. Rất là phù hợp luôn và đẹp.
dán sau khi bôi keo liền sẹo có bị thêm một cái lớp giấy bạc để cho nó giúp nó nhanh liền sẹo. Cách để mô rất là hay. Bỏ cái phần này, phần lúc nãy đục nó cẩn thận, bây giờ mình bỏ phần này ra mình bắt đầu làm đến đây. Xem lại những cái nét demo của anh em lại này. Nếu các bạn mà vào theo cái nét demo thì các bạn nhìn cảm thấy nó lúc đấy mình cảm thấy nó đẹp. Nhìn bây giờ còn nhìn cái lúc trước thì nó chán. Đạt. Chưa có ngọn, chưa vẽ ngọn cho người khác xem anh. Không, cái này mình demo sau người ta chỉ buộc thôi. Demo là sau này cứ làm theo cái nét đấy luôn. Kỹ mà sau làm giật nó kỹ vào. Mà mới ra là cứ chạy theo cái dây nhôm nó luôn. Kể cả không biết làm cũng làm được. Con này quay thoải mái cho giờ sử dụng. Dạ. Ông cứ càng chạy là càng đỡ rung. Cái này nó cửa đá lâu đấy. Thứ hai là cái này nó còn lưu hết lên. Qua chuyển gỗ bên kia nó bán được rất nhiều tiền anh. Hả? Qua chuyển qua xe mà. Ở cái thuyền gỗ bên kia hôm qua nó bán được rất nhiều tiền. Tức là mấy tỷ à? Được qua lỗ cái là được khoảng hơn 2 tỷ ấy. À. Nhưng mà nó cấy tùng, cấy xanh lên. Cả tùng cả xanh à? Vâng. Đại đang để vô nốt ký tự. Thank you.
Làm thì phải tâm huyết là cây, cây nó sẽ đẹp được. Nói mình thổi hồn vào cho cây. Cái thời gian sau cái dây này nó mà phơi nắng thậm chí nó tự nó đứt, mình không phải đứt cởi nữa. Đứt nhưng vẫn phải buộc lại, nếu nó vẫn nếu nó chưa định hình thì vẫn phải buộc lại. Cứ phải buộc lại, buộc theo khóa. Chúng buộc này nó mở thì nó sợ nó sức cành nó khỏe hơn. Nó nhanh. Tác phẩm đã được anh Đại hoàn thiện. Để mua xong. Nếu mà em mà cũng dỗi thì vẫn hay chia sẻ giúp mọi người bắt đầu vào cây. Mình cũng đến mình uốn bảo cách người ta làm chỉnh sửa. Thấy vui. Đấy như cây. Trời đã xế chiều rồi, mặt trời đã xuống rồi. Tác phẩm của anh Đại cũng vừa xong. Quay lại để quý vị các bạn nhìn vào tổng thể.